quay lại sau khi mình tìm hiểu một chút trên Wiki thì có vẻ như là cái con Brimstone này nó sẽ phải summon ở một cái biome mà mình chưa gặp bao giờ. Cái biome nằm ở dưới địa ngục. Nhưng mà thực sự mình chưa gặp biome bao giờ. Nên là mình sẽ đi tìm nó bây giờ. Nó sẽ là một trong hai bên. Theo như mình nghĩ nó nằm ở bên trái hoặc là bên phải. Bên nào? Sang bên này trước đi. Ok. Và cái con gì, con Flex to đùng đánh bạn đấy, thì con đấy nó là một con Warthog mà mạnh hơn là con Calamitas. Rõ ràng mình việc mình đánh nó bị ăn hành cái điều đương nhiên này. Để nó về sau, sau khi mình nâng cấp giáp mình mạnh hơn nữa thì mình đến nó bây giờ. Giáp khí mạnh hơn. Ok, chạy sang bên này thôi, sang bên hai bên bản đồ xem có cái gì không thôi. Ây. Nó là một cái biome khá là giống với địa ngục nhưng mà mọi thứ nó đỏ hơn. Nó gọi là Dark Hell. Nơi mà những cái nhà này được xây bằng gạch màu đỏ. Gạch màu đỏ nhưng không phải là gạch nung đâu, gạch nung nóng đỏ đâu, cái gì bình thường rồi. Mình nghĩ nó ở bên này tại vì lần trước mình đã từng gặp một cái con mod ở cái biome đấy nữa ở bên này bản đồ, nên là đấy mình nhìn thấy mình đi dần dần mình gặp cái con đấy, mình nghĩ là chắc nó ở bên này. Xem nào, xuống dưới đang dần chưa, chỗ này là ngay dưới đang dần đấy nhưng mà vẫn chưa gặp. Đây chắc là bên kia rồi. Chui xuống đây. Sẽ đi lại. Calamitas bị gọi vào ban đêm. Chủ yếu phải đợi ban đêm. Mình cũng biết cách để mình vừa lên trên Wiki mình tra, mình biết cách để làm cái này rồi, cái seafood này rồi. Con đen ra không cần phải gọi, nó mình có thể đợi cho nó spawn ra được. Nó sẽ spawn tự nhiên được, nhưng mình nghĩ là mình không cần đợi. Mình grab đồ gọi nó cũng dễ mà, đồ grab nó khá là dễ. Ok, thì bây giờ đi sang bên này để thực ra là mình vẫn quen chơi class melee hơn. Nhưng mà mấy hôm nay sử dụng cái class này mình thấy là cái đồ của class nó khá là mạnh. Mở cửa ra này. Mình cảm thấy class Ranger đánh boss chuyện sướng tại vì nó có thể giữ vị trí rất khỏi rất xa. Súng của Ranger mình cảm giác là nó còn bắn xa hơn rất là nhiều những cái phép của class Mage. Chơi Mage thì phép bắn xa cũng không phải là không có nhưng mà nó không không phải là thực dạng nó có cái đầu phép bắn xa về sau mới được nhiều cái phép bắn xa. Ngay từ đầu rồi cái phép bắn xa nó khá là khó căn được. Còn Ranger nó có cái đạn là Kunofi. Súng là súng bắn đạn đuổi bất phát bạn này là cái đạn trắng. Và mình chắc chắn là con Slan mình chưa đánh được tại vì nó còn có vẻ nó còn mạnh hơn cái con đấy bên này, cái con Black Goliath bên này. Sao vậy? Vàng này. Người đi phải phá đường này. Ghét vậy. Wiki nó bảo là biome địa ngục nó nằm ở bên trái. Left bên trái của map. Nhưng mà tại mình đã từng thấy một cái con mod đấy rồi nên đi ra bên phải. Đây chăng? Không, thực ra đây là Ganai. Nhìn mình tưởng là nó.
hay là phải đi tít sang đầu góc bản đồ mới có thể gặp được nó. Khá là khó hiểu. Vẫn chưa thấy. Đây này. Đấy, nó đây. Nó đây. Ê-hê. Gì đây? Ở gì đây? Cây. Đấy rồi, thì bị đánh luôn đi. Rồi nói thế nào? Rồi. Brimstone Elemental rồi. Đây rồi. Rất là moe à. What the fuck. Ok, con này nó cũng dễ đây. Trông nó khá sexy. Nó bắn máu. Chết đi. Chết phải nhanh, tao gọi nữa anh. Ok, nó rơi SN được trao. Và có vẻ là trong lúc mà mình đang đánh vào đấy, lúc nó đứng im thì mình không thể làm gì được nó. Mình đánh lúc nó di chuyển thôi. Gọi tiếp rồi nào. Tao cứ tưởng mày mạnh lắm. Quên, trong này sách boss nó đứng ngay đầu mà. Nên nó không phải là con boss mạnh, chỉ là boss vừa vừa đấy. Trên luật. Nó ra Soul of Fry. Thế là ngang với Skeletron à? Skeletron rơi Soul of Fry. Yay. Ok, bắn đạn đuổi. Khá là hay. Về thôi. Ý. Bán bớt những thứ linh tinh này đi. Mình nghĩ kiểu gì mình chẳng dùng cái đâu. Nhiều gieo vậy. Mình nhớ bớt vào hòm đi. Shop. Fry nhét vào đây. Cái này nhét vào đây. Cái này không nhét à? Chưa để dùng được bây giờ. Khá là chắc dùng bây giờ ăn đòn nặng luôn. Thế thì mình nghĩ mình sẽ sang bên biển để mình tìm đồ, mình gọi. Hay là mình đợi nhỉ? Mình tìm đồ, mình gọi con kia ra. Si. Đây. Nó được làm từ sao biển, cát và vây cá mập. Vây cá mập nhà của khôi gọi con Calamitas đâu. Ok, gọi ra nào. Đâu rồi? Ok, con này khá là dễ. Đây là con siêu Calamitas. Ok, nó còn dạng nữa. Mình cứ tưởng thế là xong. Ok, một cái đầu. Mày có ba cái đầu hay là hai cái? Ok, đi đây. Đi đây. Đi đây. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Không ổn, không ổn, không ổn. Mình đánh ở nhà. Đánh ở nhà là mình có thể gọi con y tá ra. Ok. Chết rồi. Nó rơi ra cả cái này. Rơi ra cả cái Broken Hero Sword này. Havoc Beat Break. Cái khẩu súng này hình như cũng có làm thêm đồ đấy. Làm được Elemental. Ok. Mình có ba khẩu này rồi nhưng mà cái này làm từ đâu? Ok, rớt từ con này. Chứ còn cái này. Cái này craft được cái gì? Ok, craft từ mấy cái sâu này. Mình nghĩ là sắp tới mình sẽ làm khẩu súng đấy. Khẩu súng này này. Elemental Eruption. Mà khẩu súng phun lửa. Ok.
có nên gọi tiếp con nữa không nhỉ? Gọi đi. Mà dù mình vẫn đang tốn thời gian máu chưa hồi. Ra đến biển chưa? Mới ra nòng dần rồi. Mình nghĩ bây giờ mình có thể đánh được mấy cái tháp Celestial ở đây. Cái Luna Event này. Tại vì đồ của Calamity nó mạnh hơn đồ của Terra bình thường. Đồ này của mình thì nó mạnh hơn cái ấy rồi, mạnh hơn cả Call of Fire rồi. Mạnh hơn Call of Fire đánh được đấy rồi. Đánh được mấy cái Event nữa. Thì có thể là tập sau mình sẽ đánh mấy cái Event mà mình đập Mulo. Có Mulo bây giờ khá là dễ. Xây một Anna vớ vẩn đập Mulo. Ok, đi ra biển rồi. Cát lấy cái đống cát này về làm. Cái cát nó không bị rơi. Cái dưới biển này nó còn bị ấy cơ, nó còn bị nó còn bị độc. Sao biển nào, tao cần sao biển. Lấy sao biển đi. Lấy sao biển đây rồi. Lấy hết, có cái gì lấy hết thế này. Có xóa sao biển, san hô, cái thứ lấy hết. Ok, tao không quan tâm là tao đang bị hết ơi. Ok. Ok, về nào. San hô, có xóa. Đây, có sao biển đây. Và mình thiếu về cả mập. Mình mập có 6 cái. 6 cái nó có lại được 2 cái luôn. 2 cái seafood. Gì nữa. The fuck. Nhiều sao biển đấy cả. 5 mà, tao có nhiều sao biển mà. Mình vứt cái máy, fuck. Ok, thêm một cái nữa. Con này nó khá là yếu. Bây giờ đánh tiếp con Calamitas nào. Ok, mình sẽ dùng cái số vân lửa này để mình cảm giác nó khá là mạnh. Con Calamitas này nó giống một phiên bản mạnh hơn ở con The Twin. The Twin với cả Destroyer kết hợp với nhau ấy. Ok. Chết đi. Chết đi. Chết rồi. Còn tiếp con nữa. Boss cuối ở game này là con Super Calamitas hay là Mega Calamitas đấy, nói chung là một Calamitas nó mạnh hơn con này rất nhiều lần. No bạn ơi, no bạn ơi, nó còn nửa cây máu rồi. Cái bộ giáp của mình thì mỗi khi nó còn nửa cây máu nó hiện cái vòng lửa, cái hiệu ứng của cái thuốc chưa đốt. Mình cũng tiện nên biết khi nào mình sẽ chết. Ok. Xem cái đồ nó rơi ra thì làm cái gì nào. Đây. Máu pha. Nhét vào đây. Cái nào. Cất thứ linh tinh vào hòm. Cái này cất vào hòm đi. Cái này cất vào đây đi. Nhặt thứ linh tinh này đem bán hết đi. Khi xưa cũng đầu là mình để cho hai thằng kia khi mà nó AFK nó vào lấy mà nhờ mỗi tội là cuối cùng thì nó nghỉ luôn. Hiện tại hai thằng kia không được có với mình nữa tại vì nó phải đi nghĩa vụ. Nó đồng nghĩa việc mình phải tự chơi cái này và cái hòm này chơi với cái tiêu linh tinh này mình cứ để cho bọn nó dùng đấy nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Ok. Treo cái này vào đây. Ít choppy nhỉ, nãy giờ được một kẹo choppy ấy. Nhét cái Essence này vào đây. Hòa mày chứ.
này nhét vào what the fuck nhét vào đâu đây, kiếm của hero thì bây giờ cần thiết không, để vào đây đi. Có cả Calamita Choppy này, có nghĩa là con này sẽ rơi hai cái Choppy khác nhau giống như con The Twin. Đó nào, summon à? Ok, hay đấy, mình sẽ dùng cái này thay cho cái này. Brother nó là ba con, ba anh em con Calamita kết vào trong hòm. Súng này thì nó phải biết rồi. Yay. Ok yo yo. Nhưng mà mình lại đang không chơi class. Đấy nên là cái yo yo này bây giờ có tích sự với mình. Buồn thế chứ. Ây. Cái này là cái giáp thợ lặn, nhờ chui dưới đáy biển. Nó cho rất nhiều hiệu ứng. Cái giáp này mình đã craft từ đây. Hai cái đồ mình tìm được ở dưới cái biome dưới biển đấy. Mở mấy cái hòm tím, lên chìa khóa tím thì mở. Cái này thì craft từ cái này mình có rồi, và cái này cũng tìm trong cái hòm tím. Giáp thở lặn nhưng mà nó không có khả năng bơi nước như là cái hòm sò. Nó chỉ tăng khả năng thở nước thì nó không bơi hẳn lên nước được. Nhét một cái bán đi. Cái này đi. Đang làm gì nhỉ? Quên mất. Này, quên. Cường hóa cái này lên. 17 đam à? Đúng rồi. Con này chỉ cần lấy đam mà. Đệ chỉ cần lấy đam mà. Cái gì khác nữa. Kế giờ mình ra biển mình đánh con con lúc con gì nhỉ? Aquatic Score. Ok. Mình sẽ cắt cái đoạn đi đến biển đi. Thế nhanh. Nghĩ thế ngay sau đó đi. Thì ngay sau đấy rồi. À. Ok, mình sẽ ra đến biển. Fuck, cá sấu à? Chết đi. Mình sẽ gọi con này ra đấy luôn. Được rồi. Mình bảo con này xuống dưới biển anh nói nhá. Ô không, đánh sẽ cạn được. Ây. Rồi nó bắn cái răng gai. Con đá, tại sao mình dùng cái đấy? Dùng súng lửa chứ. Oh, fuck, không để ý. Máu sụt ghê quá. Ui, mà nó chết rồi. Ok. Súng lửa rất là mạnh. Để bình tĩnh. Đợi máu hồi rồi mình đánh tiếp còn nữa. Nó phải thải độc. Ok, nó ra rất nhiều thứ hay ho. Cực kỳ nhiều thứ hay ho luôn. Sẽ bỏ bớt những thứ linh tinh đi. Hay không cần. Đây là thuốc câu cá thôi. Mình chẳng câu cá bao giờ. Mình sẽ đợi máu hồi. Đợi máu hồi sau đó gọi tiếp. Fuck cái gì kìa. Ok bong bóng. Đánh luôn, không cần thiết phải đợi. Dối đang kìa. Né ra, né né cái chiêu bắn gai này nó ra. Ok. Ok. Tại vì con này nó rất nhiều đốt nên là cái súng phun lửa của mình nó phát huy tác dụng cực kỳ đáng sợ. Bỏ. May rùa này. Đi đây. Đụng một máu hay lắm. Ok. Có khẩu Galligator này luôn. Nào. Cái con kia đâu rồi? Nghe là con này ra biển cũng có thể gặp được. Nó spam khá là nhanh, mình tưởng nó spam lâu, mình không muốn đợi. Nó spam nhanh cái này không phải xón nó lắm. Cung.
áo của con NPC anh chả dùng đây bao giờ. Được rồi, đây đi chứ. Gọi rồi mà sao mãi không thấy? Không hiểu vậy. Mình vừa dùng nó rồi đúng không? Vừa dùng gọi ra rồi mà sao không thấy đâu? Hay nó dưới này? Vì con này theo như mình thấy nó thay vì nó xuất hiện đất liền, nó chạy dưới đây, nó chạy dưới mặt đất trước. Để nó đi lên. Okay, trong khi đấy thì cung này chẳng thể làm cái gì. Ok, toàn những cái đồ của thằng NPC NG là cho mình câu cá. Nhưng what the fuck, con kia đâu rồi, không thấy đâu cả. Mình spawn nó ra rồi mà không thấy. Ôi mất toi cái spawn rồi. Mất toi một cái rồi. Chán vãi. Đáng lẽ được 3 con cơ nhưng mà chỉ còn 2 con thôi. Ok, đi thôi, đi về nào. Chán thật. Nhất mấy cái này vào đây đi. Thiệt. Này vào đây. Nhiều máu quá. Không dùng hết đâu. Mơ đi. Rồi vào một phát à. So shy nhé vào đây. Vậy là để xem nào, xem thật là một số những cái vũ khí mới mình lên được cái gì. Không biết cái này nó có lên được Glock Gallium. Nhưng cần cái khẩu Venus Magnum này. Magnum lấy từ Pantera. Ra nó cũng dễ thôi. Cái này có thể lên tiếp được cái khẩu Elemental Blaster. Ok. Speed Blaster thì lấy được cái gì? Súng sơn à? Súng sơn là lấy từ con painting nữa, nhưng mà con pen mình phải giết nó mới lấy được cái súng này. Còn cái súng máy này sao? Firestorm Cannon. Firestorm Cannon làm từ cái này mình làm được. Có nghĩa là cái súng này mình làm được rất là không dùng không tốn đạn này. Hay đấy. Mình sẽ tìm cách mình làm súng này sau khi mình đánh sau con mù lò. Thì mình cái tập này mình dừng ở đây. Và mình đánh được khá nhiều boss. Và bị boss đánh cũng khá là nhiều. Nghĩa là việc tiếp theo mình phải nên nghiên cứu mình làm bộ giáp mạnh hơn. Hay là mình hoặc là mình đánh ấy luôn, mình đánh mấy con Celestia luôn. Ok, thì hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo sau của mình. Bye bye.